Hi, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Đi rừng và làm rẫy nha. Ngày hôm nay xin mời các bạn theo chân tôi. Mùa mưa tới rồi, chúng ta tha hồ mà đi kiếm đồ ăn. Ngày hôm nay tôi sẽ dẫn các bạn cùng tôi, chúng ta cùng nhau đi kiếm những con ốc bươu vàng về nhà xào sả ớt. Những con ốc bươu vàng đang đầu mưa, con nào nó bự bằng cái mâm, nó bự bằng cái bàn tay này, nhiều con nó bự lắm ạ. Hôm nay chúng ta sẽ đi bắt từng con về nhà làm ốc bươu vàng xào sả ớt. Đã 6 tháng rồi chúng ta chưa đi bắt ốc. Tôi tính chắc cuộc trình rất là thú vị nha. Ta cùng đi nào. Cánh đồng và thiên nhiên hoang dã. Em bò nè. Thầy cũng thích chụp hình chứ bộ. Ôi, quẹo nó đá cho cái lúc sau xui. Cái tội chọc bò là chết á. Tôi đi đây. Em bò cái nha. Quên sẵn đây chụp em bò tấm hình luôn ha. Đi, chụp tấm hình nha. Ừ. Chụp tấm hình. Nghe chụp tấm hình nha. Thôi bỏ đi, đừng nên lầy quá. Hút cho cái là đi tòi. Bye bye. Có một ốc bươu vàng nhỏ đang đi nè. Con này nhỏ thì bỏ đi. Chí nào bự bự ăn rồi. Nhỏ ăn hồi lòng lắm. Bỏ. Phía bên này nè. Đây có mấy ốc bươu vàng to nè. Rồi, đây nè. Vậy là to đó bạn. Không to nó cũng đủ tuổi để thịt rồi. Đây đây con nó nè. Đây một con nữa nè. Đủ tuổi thịt được rồi. Con này thì mới thôi thịt luôn. Thôi thà em đi. Mất công. Đây nữa. Đây một em nữa nè. Ốc bươu vàng xào sả ớt hay là ốc bươu vàng luộc lên đó bạn. Chấm mắm gừng là đúng bài. Em ăn đây nè. Nhiều. Ờ tí tí. Ồ qua đây. Ở đây nó dàn lưới, biết có gì ở đây không ta? Có. Không, nó không dính được nào đó. Tiếp qua thì sang bên cánh ruộng bên kia. Ốc nhiều lắm ạ. Thôi, để dép ra ngoài, đi mấy con dơ dép nữa. Thả dơ chân xong để dơ dép được. Đây nè, một con này nhiều lắm nè. Mấy con này thì đủ tuổi để thịt rồi. Các con đi cầm con nào nữa không? Đâu hết rồi ta? Này đâu hết rồi ta? Đây 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 nè. Chim kêu đẹp ghê á. Rồi chim kêu hay vậy. Ồ bên đây có một cái vùng nước nè. Phía dưới đây có gì không em ta? Chắc là lội xuống xem thử xem sao. Một vùng nước còn vùng ruộng. Ồ nhẹ thôi. Ở đây, ở dưới đây thì ốc nhiều. Đây. Một con ốc đủ tuổi, dư tuổi để thịt. Một con. Đây đi, tạm thời đây đi. Ây da, đây nha. Mò xem còn con nào nữa. Đây nè. Ồ. Đã tê mà. Măng tê nè. Ôi, con này sau này sâu dễ vỡ quá. Dễ quá, nụ hồng mong manh con này vỡ rồi. Bị sâu dễ vỡ ta? Vỡ rồi nè, tôi đã làm gì đâu mà vỡ rồi. Vỡ rồi. Chắc đang lột xác hoặc là em nói đang tới tuổi. Tới ngày tới tháng. Bỏ đi. Hết rồi, này, ăn lúa nè. Ốc bươu vàng để trứng ăn lúa nè. Người nông dân rất là ghét ốc bươu vàng. Ôi, cái hộp này đi kinh quá. Ồ, kinh, phải. Bên bị kêu, bỏ vô trong cái kia. Quá tê bắt được một bọc bự. Khoan, tôi vừa phát hiện một điều bất ngờ. Khoan, tôi vừa mới phát hiện được hai thanh niên đang nhau. Ô đây. Ô quay cận cảnh hai thanh niên nè. Hai thanh niên đang có một ý đồ bậy bạ giữa ban ngày nè. Đây, em tôi như nhẹ nhàng vớt em lên để đừng để hai nén mất hứng. Đây, hai thanh niên đang làm chuyện ấy giữa ban ngày. Đây. Em tôi nhẹ nhàng để không cho làm phiền hai em nó. Nhẹ nhàng bỏ vào rổ để cho em nó chết vẫn cho được sung sướng xíu để tiếp thôi. Ấu quá, mùa này là mùa mấy thanh niên hay đi làm bậy nè, làm càng nè, bậy bạ lắm nha. Ấu quá nha. Đây một thanh niên đang thức tỉnh. Vào đây luôn. Như bỏ lên mâm rồi mà nó vẫn không phải buông xa nhau mà cứ ngồi ôm nhau nên không nên làm phiền hai em nó bạn. Cứ để em nó trên chỗ đi. Đây nữa nè, bươu vàng bự quá chừng bự, nó đang tính ăn lúa. Mấy con ốc bươu vàng này bạn biết sao không? Bạn về nhà bạn chưa ăn được liền đâu.
bạn bạn mới nếu bạn ăn liền là bạn bạn ăn đất đó, để 2-3 ngày đó. Đây 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 có hai thanh niên đang có một âm mưu nhẹ dạ là tính đẻ trứng lên cây lúa nè. Đây là hai thanh niên bắt quả tang hai thanh niên đang tính đẻ trứng lên lúa, cho nên phải bắt nó về. Dám ẩu không? Đây 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 đây, wow, đây đây đây, một cuộc tình tay bốn luôn. Wow, ghê thật. Bốn con nó bu vào nhau, nó làm gì ta? Bốn con bu vào nhau, trời ơi ghê thật. Con này thấy mấy quay tôi nó ngại quá rồi. Ồ, bốn con bu vào nhau. Ồ, ba con bu vào nhau. Cái thanh niên này tính phá đám hay sao đây? Ẩu quá nha, hai thanh kia đang vui vẻ là mày ẩu quá nha. Rồi thả ra rồi. Ghê thật. Hai chấp một, không chuột cũng khỏe. Đây dọc phía lúa là đầy lắm nè. Thì tôi bắt ốc bu vàng này. Tới cái mùa này là các bạn khỏi lo bạn, mùa này thì ốc bu vàng nhiều lắm bạn, không cần phải đi mua. Chỗ tôi nó dít còn không hết nữa, cần gì phải mua. Đây là quanh khúc này còn nữa không? Wow, còn bên đây thấy một anh lão làng ốc bu vàng sống dài trở thành huyền thoại. Đây anh đây anh bốc bu vàng sống dài trở thành huyền thoại, chắc là đã trải qua biết bao nhiêu mùa thuốc trừ sâu, anh ta mới mục rêu thế này nhá. Thấy mục rêu luôn nè, thấy ốc vàng mục rêu không? Anh ta chắc trải qua được mấy mùa thuốc trừ sâu rồi đấy, cho nên mới to thế này. Đây là bắt thêm một em ốc bu vàng đó nè. Đây là chính gốc ốc bu vàng luôn nè. Đây nè, con này cái môi nó bự quá cho nên nó kẹp vô không được. Thấy không cái môi nó bự quá, nó kẹp vô không được. Xem ơi, tôi mò vô xem ơi, cái môi nó bự quá. Ê, đây là lòi cái môi ra nè, thấy không? Kinh không lòi cái môi ra, cái môi bự quá mà nghĩ sao đó, bóp cái nó xịt nước ra quá chừng luôn nè. Lòi cái môi ra kinh, đẹp cái kinh xấu sợ hoài. Rồi. Chắc em nó xong rồi. Thôi cho nó vô. Bên đây là một cái bãi tha ma của ốc bu vàng nè. Mấy con ốc bu vàng này chết hết rồi. Tôi nghi là bị đầu độc. Mấy con em này chắc là tôi nghi là không qua nổi được cái mùa, là không qua nổi được cái đại dịch thuốc trừ sâu, nên em nó ra đi rồi. Quá chừng luôn, xa lê lết những xác chết. Đây nè, thúi lắm bạn, thúi rùm mà. Thôi bỏ đi, đây lên đây. Đi mất công tí lại bị thúi chân nữa. Thúi chân thật rồi chứ bộ. Nên thúi lui luôn rồi nè. Một bãi chiến trường, toàn là ốc bu vàng chết không. Nên chúng ta không nên lượm hàng lỡ mà không ăn thuốc chứ sâu nữa. Cho các bạn xem tình cảnh một con ốc bu vàng và những gì mà nãy giờ chúng ta bắt được. Đây nè, có một con ốc bu vàng này đang banh hết cỡ ra luôn nè. Các bạn xem nè. Đây tôi nhẹ nhẹ tôi banh khẽ banh ra cho bạn xem. Đây, ốc bu vàng này có trứng là bạn. Này khúc trứng bên trong nó nè. Đây khúc đây khúc trong đây khúc trứng của nó đó bạn. Trứng nó nè. Ốc bu vàng này có trứng rồi. Nó đang có một buồng trứng. Có gân đó, thấy được luôn gân, đường gân luôn nè. Đây nè, đây là cái môi của nó nè. Môi nó rất là từ. Môi nó rất là nhạy cảm bạn. Mới đụng nhẹ nó sẽ tiết một chất nhờn ra. Và sẽ tiết chất nhờn ra. Đâu, co lại mới đụng nhẹ cái nó co lại bóp lại rồi. Thôi đây sẵn nè. Đây tôi muốn chia sẻ cho bạn thấy cận cảnh một con ốc bu vàng đang sống và thấy rõ được đây thấy rõ được nội thất bên trong của một con ốc bu vàng. Đây là hai cái môi, cái mép trên mép dưới đó nè. Đây là cái đầu. Đây là cái đầu, nó đầu giống hệt con bạch tuộc luôn, thấy không? Thấy không? Cái đầu, thấy cái đầu giống hệt con bạch tuộc luôn nè, giống hệt như cái đuôi con bạch tuộc luôn nè. Đây là cái râu nó, cái đầu tóc nó nè. Y hệt luôn, thấy chưa? Đấy, này nó đang cử động nè. Thật là rất là hiếm khi quay được những cảnh mà để một con ốc bu vàng tự nhiên như vậy. Này nó có một cái lỗ. Này, có một cái lỗ nhỏ trong đây nè, giống như một cái lỗ, có một cái màng, cái màng bóp lại, cái màng bóp lại được, cái màng này co giãn lại được, cái màng này nãy nó lòi ra, đây lòi cái màng lòi đây, cái màng lòi ra rồi nè, đây cái màng nhỏ đây, cái màng nhỏ đây, để tôi chọt vô xem sao, cái màng nó manh ra, rồi tôi chọt vô nó khép cái màng lại rồi, cái màng bên trong, cái màng đang manh ra nè. Đó, băng ra, cái màng băng ra nè. Rồi, khép lại. Thôi, được rồi.
vậy thôi, non cho bạn xem thấy vậy rồi chứ không nên mà cứ có cái màng nó hoài nó. Đây là, đây nè, đây là bên là trong một con ốc vàng nè. Đấy, ra nè nha. Nè, tôi sẵn đây tôi ép ép nó ra luôn, nó mạnh lắm bạn. Đây nè. Đây. Đấy ra. Rồi xong đó bạn. Đây là những gì tôi muốn chia sẻ với các bạn về cái cuộc hành trình đi bắt ốc bươu vàng ngày hôm nay nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Tôi là Đi Rừng và Đầm Rẫy và đừng quên đăng ký có nút bật chuông nằm đâu quanh đó để cập nhật các video mới nhất của tôi. Và xin chào và hẹn lại trong các video khám phá sinh tồn lần sau. Bye.